trên cộng đồng nói em là lợi dụng cái lòng cái mâm cua của dì ba để mà lấy tiền Việt kiều. Thì cả nhà nếu mà coi thì ai nghĩ sai thì nghĩ, thì mình làm theo cái lương tâm của mình thôi. Vậy chứ dì ba cũng hãnh diện lắm đó. Thôi dì ba đừng có buồn nữa nha. Dì ba hãnh diện về điều gì dì ba? Ủa con nửa tiếng tụi con đợi được không tụi con? Hãnh diện là cũng như tụi bây giờ chờ dì ba. Nửa tiếng đợi được không? Những ngày mà dì ba bán. Đợi nẻ lên đi con đừng. Có rất là nhiều người thương dì ba. Hôm nay dì ba bán vậy khỏe. Tầm 2 kg cua 50 kg sống à? Nào, 4 mấy kg à? 4 mấy kg cua chín. Chín à? Hôm nay dì ba bán 40 mấy kg cua cua chín nha. Cà mâm nước kìa, mâm nước mở trong 7. Cà mâm đi đâu mà dì ba? Sao mệt? Dì mới mệt nhiều quá, tụi con đâu có mệt, tụi con cũng chạy nhau nha. Dì ba trẻ quá ha. Dì làm neo bữa nay mà chiến đấu quá. Đang bị chiến đấu quá. Ừ. Quán dì làm neo vậy lại có anh về cho. Dì ba nè. Dì ba có cho cái cô bị bệnh tiểu đường 500 ngàn cộng thêm một số Mạnh Thường Quân đóng góp nữa là tổng cộng hôm qua là từ dì ba bán tới 3 giờ chiều mới hết nha bạn. Để cổ có tới 3 giờ tiền mà dì hủy thuốc dì rồi ba ăn uống rồi thêm 1 kg thì mới hết cua. Dì ba trước khi đi bán là dì ba khá không để sao dì ba có thể trời ơi dì ba khắn lại cái bài dám địa phù hộ cho bán mau hết không dì ba khắn lại cái bài dì ba khắn sao á. Cái gì? Thì ba khắn lại cái bà thì ba khắn sao? Thế là khắn sao? Ý là ba khắn kiểu gì vậy? Mình khắn lại cho cụ nghe nè. Rồi. Mà người đang quay đó. Còn là gì đó? Con là chị Huỳnh. Chị Thúy xin thông báo cả nhà nè. Em ủa 1 triệu hồi nãy của anh gì? Anh Hải ở Long An 1 triệu đồng. Thì coi rồi anh Hải ở Long An á, ảnh cho cái chị tiểu đường gần nhà dì ba là 1 triệu đồng nha cả nhà. Đây mình giữ 1 triệu. Giờ mình trao cho nhỏ hay trai gì cũng được, cầm dùm con Thúy một phần này. Bỏ dưới đi từ từ. Rồi. Còn 1 triệu của cái cô hôm qua là hôm qua bán ế quá không quay nha chị. Mà chị không có nói tên thì em cũng giữ 1 triệu của chị sẽ trao lại cho chị tiểu đường. Nhưng mà em phải đưa cho mấy đứa này không đi. Mấy đứa này thay mặt cho em là để đi giùm chị ha. Rồi thêm một phần là 3 triệu của chị Tư ở Đan Mạch. Chị cho tổng cộng là 5 triệu nhưng mà chị biểu là trích 3 triệu cho chị tiểu đường. Chị ơi, chị coi cái YouTube này chị sẽ thấy em đã trao tiền giùm cho chị là 3 triệu. Còn 2 triệu này á là chị biểu em đi từ thiện cho ai trong xóm, em đã nói với chị là cho bé cái số ha chị ha. Còn chị này chị đâu ở đâu ở vòng vòng đây mà à, cái chị ở Đăng Mạch. Mạch ở Đăng Mạch. Thảo đâu bảy đâu à, Thảo là đưa tiền tiếp mà cái này là chỉ cho 2 người thôi, cô thấy giàu lắm không được tiền. Cô thấy nhờ không nhận bảy nè bảy tiền Canada. Anh ơi, thấy anh này tên gì vậy ta? Anh cũng không giấu tên, anh tên là anh tên Nhật gì? Thôi, không có tên. Có tên. Dạ, anh gì đó, đây là người Việt kiều, người gửi là Văn Huỳnh. Văn Huỳnh. Dạ, anh có coi YouTube em đã trao cho Thảo là bỏ cái mặt nạ ra đi để dạ, cho anh nhìn. Là em đưa 200 nha, dạ, anh ơi, em đã đưa em nha. Cảm ơn. Rồi còn 100 này em đưa cho chị bảy bán chuối luôn nè anh. Có một anh ở Canada cho cô bảy bán chuối 100 nè. Rồi sao là có anh Văn Huỳnh nha. Chị đã có anh gì hỏi đây nè. Đó là tiền gì á chị Thúy? Tiền Canada chị. À. Cho cái anh Thảo mà bán phụ gì ba 200 tiền Canada. Cô bảy. Rồi bây giờ cô Thúy trao số tiền này lại cho mấy đứa, rồi mấy đứa đưa giùm cô Thúy nha. Còn đây là số tiền. Tổng như đây là tiền mà để ủng hộ cho chị bị tiểu đường, bị cắt chân nè. 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu. Vậy là hôm nay cho chị tiểu đường 5 triệu. Tổng cộng 5 triệu. Tức là hồi nãy em đã nói bao nhiêu người tên ai em đã nói rồi, bây giờ em trao lại cho mấy đứa quay cho tối này. 3 triệu. Cảm ơn. Cảm ơn mấy chị, mấy con. Anh kia anh hỏi bên Đức á. Anh chưa gửi tiền. Anh Đức ơi, bây giờ em sẽ
268 luôn thấy rồi. Thôi cho 2 triệu 7 đi ha. Ờ bây giờ ảnh cho cái chị tiểu đường đó là 50. Thì là 1 triệu 350. Em sẽ cho anh mượn nha. Anh trả lại em gấp đôi nha anh người đất ơi. Em dù không có quan biết hay là dạ. Không có ái gì thôi. Nhưng mà bỏ tiền ra trước nha mọi người. Rồi bây giờ em vô lấy 1 triệu 350. Có một anh ở bên Đức hôm bữa có liên lạc với chị Thúy nói là gửi 100 euro cho cô bị bệnh tiểu đường và một cô bán vé số gần nhà cô Thúy. Mình khổ người khổ hơn. Bây giờ mình được vậy đó. Có anh chị em giúp đỡ cho mình thì mình cũng vui, cũng cảm ơn. Cũng cảm ơn những người mà mấy người về như vậy giúp đỡ. Cái này là em ứng trước. Tại vì ở trên cộng đồng nói em á là lợi dụng cái lòng cái mâm cua của dì ba để mà lấy tiền Việt kiều. Thì cả nhà nếu mà coi thì ai nghĩ sai thì nghĩ, thì mình làm theo cái lương tâm của mình thôi. Tức là tiền ai gửi là mình sẽ ghi rõ như vậy. Thì ở trên cái YouTube cũng nói nhiều lắm. Tuy rằng mình không coi thì vô tình con trai mình nó coi, nó nói mẹ ơi, nói mẹ lợi dụng cái mâm cua của dì ba để mà lấy tiền của Việt kiều. Thì mấy anh ở ngoại kiều hay cái gì đó mà khi coi YouTube này mấy anh nghĩ sao thì nghĩ. Thì cái tấm lòng này tuy rằng anh Đức chưa có gửi cho mình cũng trích ra ứng trước. Lấy được gì à? Ứng trước để cho cái chị tử đường này đi một lúc, cho mấy em đi một lúc luôn ha. 100 euro là được triệu mấy hả cô Thúy? Không, cái này 50 euro thôi. Không, là 100 euro là bé này nó đó là 2 triệu 6 mấy, thì nó có 1-2 ngàn thôi, thì mình tính tròn con số là 2 triệu 7. Đó, mình tính tròn vậy thì mình cộng vô đây tức là hồi nãy là được 5 triệu với 1 triệu 350, 6 triệu 350. Vậy là cô Muối bị tiểu đường hôm nay đã nhận được 6 triệu 350 ngàn. Các mạnh thường quân ở khắp nơi ủng hộ, tức là mình đã kêu gọi, mình chưa có đi tới, bây giờ đã cho cái chị này thì mình gặp ai khó khăn mình sẽ kêu gọi giùm cho, chứ không phải là vì ba mà quay cái mâm cua. Tại vì bây giờ cái trường hợp vì ba còn mắc nợ, khi mà trả hết nợ rồi thì con không ra phụ dì ba đâu nha, con nói trước. Đó ra thì dì ba cũng cảm ơn con những lúc mà dì ba khổ vậy đó, thì cũng dì ba cảm ơn con. Mà không lẽ là tối ngày kêu con ra phụ dì ba hoài sao? Không phải, con nói thiệt. Nếu mà dì ba muốn bán thì cũng như là nếu không ai phụ dì ba thì dì ba bán một mâm cua đơn giản thôi để sống qua ngày, rồi kiếm số tiền từ trả cho người ta vậy đó. Tại vì ý nguyện của con á, trước khi ra trả là con nghĩ dì ba thiếu một món nợ rất là nhỏ. Mà đến chừng khi mà nghe dì ba tâm sự á, thì con thấy cái nỗi khổ dì ba thì con cũng biết. Thì con ráng phấn đấu á, vì nếu sao mà giờ cũng Tết, nếu mà cả nhà ủng hộ á, thì con sẽ trả hết cái số nợ cho dì ba. Thì dì ba đừng có lo lắng cái vấn đề đó, để cộng đồng nói gì nói. Mà khi mà trả xong, con nói thiệt, lúc chưa trả thì trong tâm con hứa là làm cái ba thì con sẽ làm. Nhưng mà con không ngờ cộng đồng cũng có một số người cho con số tiền như vậy. Thì bây giờ con vẫn giữ là 600 đô Mỹ với 100 euro. Đó. Thôi dì ba đừng ấy khóc, đừng xúc động gì hết đó. Hôm nay con cũng kìm lòng dữ lắm rồi đó. Con không khóc nữa. Những cái gì người ta nói thì người ta mang cái hậu quả của người ta thôi. Con làm đúng cái lương tâm của con thôi. Đó, giống như con đã kêu gọi như vậy thì con sẽ trao lại cho cái cô bị tiểu đường đó tên là Muối. Con thấy cũng đáng thương, còn nhiều người lắm nha cả nhà. Nếu mà ai tin tưởng mình thì cứ gửi tiền, mình sẽ làm cái từ thiện với điều kiện là phải có mấy em quay YouTube này nó quay trực tiếp thì nó hay hơn, chứ một mình em đi á nhiều khi người ta có không tin đâu. Phải quay trực tiếp, những cái đồng tiền ở đâu cũng làm cái cực khổ hết. Giống như em cực khổ nhưng mà em sướng là sướng về cái tinh thần. Còn ở bển á, tuy rằng sướng vật chất nhưng mà cái tinh thần và tình cảm không có bằng ở Việt Nam đâu. Em chắc chắn 100% là vậy luôn nha. Rất là cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Thôi em xin chào và chào cả nhà. Bây giờ là 12 giờ, cái thùng cua đầu tiên mà dì ba đem ra đã hết rồi nè. Nếu mà ngày nào dì ba cũng bán mấy cái lượng ít như vậy thì cũng khỏe cho dì ba, cũng như là cho những người mà phụ giúp dì buôn bán. Công nhận dì ba đã 70 tuổi rồi nhưng mà sức lao động của dì ba vẫn dẻo dai thiệt.
riêng việc bưng cái mâm cua hàng chục ký vậy suốt từ Bình Chánh ra tới quận 5 là cũng khỏe thì chắc. Nếu mà là người trẻ mà bưng cái mâm cua mà ngồi xe như vậy chắc là mỏi tay lắm nha. Vậy là cái giấy riêng đúng không? Em bỏ gì là ba gạch đúng không? Dạ còn nhiêu đó đấy chị? Có 302 triệu, có bự, có bự. Thôi vô đây nữa đó.